Dạ con chào cô. Chào dạ cô cho con hỏi là cô từ đâu đến, cô bao nhiêu tuổi, có thể là giới thiệu cho anh em con biết, cho khán giả biết không được không ạ? Dạ, mình dân miền Tây. Mình nay 50 tuổi. Dạ. Như là mình tên gì cô? Tên Hồng. Cô Hồng. Như là về cái tình trạng hôn nhân của mình như thế nào hả cô Hồng? Nói chung là mình cũng đã gãy đổ với một lần, với một lần bị chồng mắt, rồi giờ mình cũng một nửa yêu thương, thì mình cũng buồn, mình cũng muốn kiếm thêm một anh nào đó để bầu bạn sớm hơn, mà về tuổi già mà. Dạ. Rồi cô Hồng cho con hỏi là như là mình có con cái với ông cô Hồng? Mình có hai đứa mà giờ cũng lớn đó nè. Dạ. Như là cô Hồng đến đây là nhờ anh em con là tìm cho cô Hồng nửa mảnh ghép còn lại. Thì như là cái người mà cô Hồng tìm đó, thì cái người đàn ông đó là từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi hả cô Hồng? Thì cỡ 50 đến 70 thôi, 70 trở lại thôi. Dạ, nếu mà có ông nào hơn 70 được không cô? Thì để tới đó rồi coi thử coi tình hình coi sao. Dạ. Rồi cô Hồng cho con hỏi, ví dụ bây giờ là cô Hồng tìm nửa mảnh ghép còn lại, như là có cái anh đó 70 tuổi muốn đến với cô Hồng, thì như là cái anh đó là cô Hồng có phân biệt vùng miền không? Như là ở ngoài miền Bắc hoặc là miền Nam mình đó, cô có phân biệt vùng miền nào không? Không, là nếu mà mình thương nhau và thương thiệt tình với nhau là đến với nhau là lo cho nhau cuộc sống về tuổi già hạnh phúc là được rồi, chứ không cần Bắc Nam nữa. Thường thường ta nói câu là Bắc Nam sum họp một nhà đó, mình cũng không có chán chọn gì. Dạ. Miễn lo cho nhau là được. Dạ, như là với cô Hồng cho con hỏi là thí dụ bây giờ mà cô Hồng muốn như là có một người mà cỡ khoảng 50 tuổi đi, muốn đến chùa Hồng, thì như là cái anh đó đó ảnh như là cần như là cô Hồng có tài sản, thì muốn mới lấy cô Hồng đồng ý không? Ý đó là người đó có tài sản hả? Dạ không, cái người đó muốn đến với cô Hồng là cái người đó là muốn là cô Hồng có tài sản thì mới đến với cô, thì cô có chấp nhận không? Đến với nhau rồi mà đòi hỏi mà bên đây có tài sản thì nói chung ra mình mặn thì mình cũng có ít thôi, chứ đâu có muốn ấy đâu có được. Ví dụ như thương nhau là đâu có phải cần cái đòi hỏi, ví dụ mà có tài sản mới thương nhau, lại là người đó là người ta sống về tâm lý là tiền nhiều thôi, vậy mình cũng không có, mình thương yêu nhau thật sự. Còn ví dụ mà đói tiền bạc thì cũng mai không có mai kiếm mình làm đúng không? Còn bây giờ mà nếu mà người đó mà nói là bên đây bên mình mà có tiền mới lấy làm thôi, vậy mình không làm bạn đâu, ở không cho khỏe ha. Chứ chưa gì hết mà hỏi cái đó có còn như đòi hỏi có tài sản hay không, dù người ta có cho nữa người ta nói không rồi sao, rồi không lấy. Dạ. Thì bây giờ nè, thì nãy giờ thì cũng trò chuyện là như là ở đây cô Hồng là 50 tuổi, thì anh nào muốn tìm nữa mới còn lại thì cứ liên hệ qua chương trình của tụi em. Chương trình của em lúc nào cũng có cái số điện thoại ở trên màn hình, thì có gì muốn đến với cô Hồng thì cứ liên hệ qua chương trình anh em mình. Rồi, con chào cô nha. Con cũng là trong team của anh Huy. Thì ngày hôm nay cô đến đây là cô từ miền Tây lên đây còn xa không cô? Xa, lên đây tới 100 mấy. Tại vì con thấy buổi chiều nay cô lên gặp tụi con, cô nói là cô mới đến, con không biết là cô chắc là cũng mấy trăm cây số cô nha. Mà cô này, ở quê thường ngày là công việc của mình là làm gì cô? Nói chung là mình nghề nông mà, ví dụ như ai muốn gì làm nấy. Khi muốn bán, phụ cái cây, rồi bán cơm, rồi phụ như đó, mà mình làm cái chuyện của mình thôi, chứ còn những cái quán cà phê là kia mình không có. Với lại cô nói hồi nãy là cô có hai đứa con á, hai đứa con của mình là có gia đình hết chưa cô? Có gia đình hết rồi, có cháu hết rồi. Cũng lớn hết rồi. Như thế này nè cô, con muốn hỏi cô á là cái người mà đàn ông cô chọn là cô mong muốn cái mẫu hình người đó là như thế nào, cô chia sẻ giúp tụi con nghe.
mình cũng dễ, nói chung là mình cũng giờ mình cũng lớn tuổi, mình cũng giờ mình hiện giờ mình cũng đâu có, cũng mình cũng mặc mà đâu có ốm, mà giờ thì tùy thì cảm thấy mặc ốm thì cũng được hết á. Yeah. Mà đừng có lùn quá, cũng vừa vừa cỡ mình trở lên cao cao hơn mình cũng được. Yeah. Chứ đừng lùn quá thì nhìn nó thấy mà mình mặc mà kiến người lùn nữa thì nhìn nó thấy ấy ấy đó. Dạ, nữa mình sanh con ra thì con nó lùn nữa cũng tội nghiệp cho nó ha. Ừ. Như là cô Hồng cho con hỏi, như là lúc mà cô Hồng đi đến đây tìm nữ còn lại đó, thì cô Hồng có hỏi ý kiến của con mình chưa? Thì nói chung ra mình cũng giờ con cái lớn lên mình cũng đâu có, nó đâu có lo cho mình về tuổi già ấy được, chỉ có bạn đời với mình lo sớm hơn con thôi, chứ nó lo cho con phần nào thôi, chứ nó còn lo chồng con nữa không? Dạ. Mình thì quan trọng có cái là về bầu bạn gì sớm hơn, hủ hỉ tao bệnh ốm này kia nọ thôi. Như là cô Hồng cho con hỏi lại, là như là cô Hồng á, là nói là cái tình trường của mình trải là qua một người chồng thôi, với một người mất phải không cô Hồng? Thì hiện tại bây giờ là cô Hồng đến chương trình của anh em con để tìm nữ còn lại đó, thì như là cô Hồng có người yêu chưa hay là sao đó? Cô Hồng đến đây rồi lỡ mà cô Hồng tiễn gì đó rồi chung bạn trai ở nhà biết được một cái là mệt lắm đó nha. Thôi cái chuyện mà ví dụ như người ta chọc kẹo mình thì người ta chọc kẹo, nhưng mà chưa có hẳn là gọi là người yêu gì hết á. Biết người ta thấy mình người ta ngoài giá thì người ta phải chọc rồi. Thì mình cũng nói chung ra cũng uống nước bình thường thôi, là uống nước ngoài, là quét uống nước cũng bình thường, mình cũng ít đi lắm. Bây giờ mình lên chương trình này thì giờ mấy chú kết nối yêu thương cho mình, nếu tìm được người ở xa hay là gần gì cũng được, mà nam và bắc cũng được hết, mình cũng không có kén chọn gì đâu. À, người đó cũng nói chung ra là cũng làm cũng phải cũng có đồng vô đồng ra để sống, chứ còn nếu mà hai bàn tay trắng thì giờ già rồi thì nói chung ra cũng phải có một ít gì đó, chứ còn sống với nhau là già rồi, cũng giờ cũng lớn tuổi rồi, cũng đâu có đi mà mướn mà thuê nhiều như tuổi trẻ được, bay nhảy cho tuổi trẻ được. Thì giờ nói chung ra thì cũng có một ít vốn gì đó, gọi là về mình mở cái quán nước chỗ nhỏ, mình nhà mình bao bán, vợ chồng già sống cũng được, hay là mình đi có ít vốn mình đi bán trái cây hay là như gì đó. Dạ. Như là cô Hồng à, cho con hỏi cái thí dụ bây giờ cái người mà cái chú mà đến với cô Hồng đó, thì cái chú đó như là có nhậu nhẹt được không cô Hồng? Nói có uống ra, chút đỉnh á. Nói chung ra nhậu thì không ai cấm, ai cũng nhậu hết á. Dạ. Nhưng mà ví dụ như mình nhậu mới biết được là mình kiềm chế được bản thân mình, ví dụ như 10 ly thì mình nhậu khoảng 4-5 ly là mình ngưng. Còn về vợ con rồi về dưới phần mình cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa. Giờ mình lớn tuổi rồi, bữa nay nói chung ra người ta bệnh cũng rất là nhiều đó, rồi bây giờ mình liệu sức khỏe của mình đó, lâu có ngày làm mấy ly cũng được đó, hay là uống thuốc thì giảm cân giảm cốt, còn ly ngày nào uống cũng được, nhưng mà ly hay ly thì thôi, nhỏ nhỏ vậy đó. Yeah. Uống cân giảm cốt còn 8 tỷ kỳ, nói chung ra thì mình uống, nếu mà gặp thì mình uống không hơi nhiều chút, mình về nhà mình ngủ cũng được, không lâu mình uống lần mà đắt tiệc mà. Còn mà đi xa là nên là không nên uống rượu là tốt nhất, tại vì nay ra đường rất là công an rất là nhiều, khẩu đường cái nồng độ cồn đó là nó phạt mà chết nữa. Dạ. Yeah. Mình cũng không kén chọn mà cũng mình cũng không cấm cản được. Người đàn ông thì nói chung là ai cũng uống rượu, cũng ít gì nhiều cũng có hết á. Dạ. Nhưng mà uống tùy theo là cái khả năng của mình, mà phải biết cho đi vợ đó con đó, chứ đừng có phải mà uống sáu hai tiền xỉu. Với cô Hồng là cho con hỏi, ví dụ bây giờ là một cái chú đó thì muốn kết nối với cô Hồng, là chú đó có khoảng là 65 tuổi đi, hoặc là 67, 68 gì đó, thì đến với cô Hồng như là về cái nhu cầu mà sinh lý đó, thì như là chú đó không còn nữa, thì cô Hồng nghĩ có được không cô Hồng? Thì nói chung ra thì nếu một người đó mà nếu đi để bầu bạn là sớm hơn là về tuổi già
thì bây giờ người ta đã không còn nữa thì giờ mình cũng đâu có ai nó biết ai biết trước được. Có nhiều khi người ta nói còn mà ta ai về hết đâu biết được đâu. Cứ là người ta nói là người ta bị không còn khả năng đó nữa thì cái đó giờ mình cũng không biết. Nói chung ra là mình cũng về nhà quê thì nói chung chồng sao thì mình cũng phải chiều theo là vậy thôi, chứ mình cũng đâu biết được. Một khi đã chấp nhận yêu nhau rồi thì anh còn ai hết thì em cũng thương anh hay sao? Ừ, chứ giờ mình yêu cầu mình đòi hỏi cái đó quá cũng đâu được. Người ta thương mình thiệt tình mà ta lo lắng cho mình, còn cái mà mình không thương mà mấy người mà ví dụ như người ta ham muốn giật giọng cái đó nhiều quá mà mình người đàn bà mà mình bệnh đau bên này kia hay là mình lớn tuổi rồi mình cái đó mình cũng giảm hết rồi, mình đòi hỏi quá mình cũng đâu có đáp ứng được. Nói chung ra là cũng vừa quay mãi thôi. Nói chung ra ai cũng phải nói chung ra là không ít thì nhiều, chứ ai cũng phải có cái đó hết á. Dạ. Chứ ai nói không cũng đâu phải rồi, tại vì nhiều khi những người ta nói vậy, người ta nhiều khi người ta sợ hỏi mình coi mình có kiểu như mình có sợ mình ham muốn nhiều hơn người ta không đó, người ta sợ người ta nói vậy. Dạ. Thì cái đó tùy theo mà vợ chồng thì cũng phải có thôi, cũng ví dụ như đó có lần, tức là một tuần cũng đó có lần chứ đâu có đêm nào mà nhiều lần được. Dạ, như là cô Hồng cho con hỏi như là hiện tại bây giờ mình ở dưới miền Tây lên thì như là cái nhà của mình á, là mình có nhà không cô Hồng? Có, mình có nhà có cửa đâu mà. Dạ. Nhà không có cao sang như vậy thôi. Dạ. Nhưng mà cũng là gọi cũng là cái nhà. Rồi như là con cô Hồng là ở chung hay là đã có gia riêng rồi cô Hồng? Còn đứa ở chung, còn đứa gia riêng. Dạ. Đứa theo chồng. Thì như là sau này nếu mà có cái chú nào mà muốn đến với cô Hồng đó thì như là muốn về nhà cô Hồng ở thì theo cô Hồng nghĩ như thế nào? Thì nếu mà người đó thương mình thiệt tình về thì mình cũng nhà đó thì giờ có hai phòng, hai vợ chồng đó với con với mình ở chung. Dạ. Nhưng mà giờ nếu mà vậy thì phải ra làm thêm cái ấy bên hông nữa. À, như là một cái nếu mình ra riêng là mình phải làm vậy. Dạ. Như là mình là cái chỗ cái nhà mình là có đất rồi thì mình còn cái miếng đất nhỏ để mình cất thêm một cái nhà nữa ha. Hả cha, hả cô ha. À, đó nếu thương thì hai người đồng lòng với nhau là cắt cái nhà riêng ở riêng cho mình cho nó dễ. Dạ, ví dụ như là cái chú đó thì đến cho cô Hồng thì bây giờ chú đó đang ở ngoài miền Bắc đi, thì muốn đến với cô Hồng thì chú đó nói hô bây giờ cưới cô Hồng rồi thì muốn cô Hồng đi về ngoài đó sống thì cô Hồng có đồng ý không? Ôi, ngoài Bắc thì nói chung ra lâu lâu thì về thăm bố mẹ ngoài đó thôi, còn về ngoại ở ngoại người ta còn vô đây người ta làm ăn mà, chứ đất ở trong đây thì nói chung ra cũng dễ sống hơn ngoài đó, đất ruộng đất đồ cũng có, mình muốn cũng dễ hơn. Dạ. Còn về cái người mà đến với cô Hồng á, như là cái người đó như là gia trưởng thì cô Hồng nghĩ như thế nào, có đồng ý không cô Hồng? Gia trưởng này phải cực rồi đó. Mà miền Bắc mà gia trưởng mà lấy người miền Nam, nếu chịu ở trong miền Nam thì lấy chứ. Còn nếu mà về Bắc chắc không về không phải không được con. Là như là mình có gì mình cứ nói thẳng trên đây ha. Để nhầm khi sau này như là có cái người đó mà đến với cô Hồng á thì nói hô ủa anh coi trên clip là em đồng ý mà bây giờ em không đồng ý là cũng không được đúng không ha cô ha. Như là muốn là cái người miền Bắc là nếu mà có lấy cô Hồng thì như là bắt rể, chứ như là bắt dâu là cô Hồng không chịu. Ở quê vợ đi, chỗ làm ăn được thì mình ở, còn nhiều ngoài xa xôi lắm, đi 2-3 ngày mình mới tới, không đi không thấu. Mình cũng sai xe lắm, mình không đi ra ngoài nổi. Dù lâu lâu rồi năm hay năm thì về thăm bố mẹ thì được, về chơi tuần nửa tuần thì được. Thì bây giờ con hỏi lại cái này, như là cũng có rất nhiều chú mà muốn hỏi cô Hồng cái câu hỏi này. Thì ví dụ giờ cái chú đó muốn đến với cô Hồng mà như là anh đó thì cái chú đó là không có gia đình cũng như cô Hồng vậy, mà như là có một đứa con hai đứa con, thì nếu mà muốn đến với cô Hồng á
thì như là muốn hai đứa con đó về sống chung với cô Hồng thì cô Hồng nghĩ như thế nào? Là trong khi đó là hai đứa con của anh đó, dạ, mà muốn về sống bên đây thì ví dụ như giờ thì đất cái thì cũng còn miếng đất nhỏ, cắt cái nhà nữa là nó cũng hết rồi, thì nếu là được thì về sống chung cũng được. Dạ, như là cô Hồng cũng đồng ý ha. Ví dụ như giờ là nói chung ra thương con anh con em thì thương nhau và đồng hết là được rồi. Dạ. Giờ sống bên nào cũng được, nhưng mà bây giờ nè, nhà con ví dụ như con của anh đó mà biên ngoan ngoãn, mà mình chấp nhận mình là mẹ kế thì mình cũng chấp nhận, thì mình thương thôi. Con mình và con chồng thì cũng vậy thôi, mình thương nó rất là mình. Mà con mình thì anh nó cũng phải thương y như con ruột, và nó dễ sống hơn, chứ đừng phân biệt con mày con tao là khó lắm. Rồi cô cho con hỏi nha. Rồi cô chia sẻ cho con là ví dụ là mặt tốt của cô với là mặt xấu của cô, để cho các chú nó có xin được thì mình có thể thông cảm với nhau mà mình bỏ qua cho nhau rồi mình đến với nhau hả cô? Bây giờ mặt tốt của cô là như thế nào cô? Mặt tốt là sao? Mặt tốt đó là mặt điểm, điểm mạnh điểm yếu của cô đó. Điểm mạnh điểm yếu của mình á. Như là điểm mạnh của cô là cô thích cái gì, còn điểm yếu của cô sợ cái gì? Ví dụ cô là người vui vẻ hòa đồng không, hay là cô là một người hơi khó tính một chút xíu á? Đó, ví dụ như vậy đó. À, mình sống cũng hòa đồng. Dạ. Mình sống hòa đồng đó, mình cũng vui vẻ, cũng ai cũng coi giống nhau cũng như người nhà. Dạ. Nhưng mà người đó mà tính toán hay là ích kỷ là mình ít nói, mình ít nói lại, nhưng mà mình không có nói gì. Là người đó người ta là mình không bằng lòng, là mình đúng để trong bụng, nó hẳn là vậy. Mình thích là hòa đồng cái gì thì tìm mở nhau. Ví dụ như em sai cái đó, anh nói anh không thích em đối xử với con anh vậy, hay là anh không thích em, không thích anh đối xử với con em vậy này kia, là phải nói với nhau, chứ đừng có mà đi ra đường nói người này người kia là mình không thích. Thà cái gì trong gia đình mình giải quyết là cái tốt nhất. Rồi về cái nhu cầu sinh lý, con xin hỏi thêm ví dụ lỡ nhưng mà có một người tầm khoảng 30-40 tuổi mà họ muốn kết nối với cô á, thì ví dụ là một người trẻ mà họ ví dụ một ngày một đêm họ có thể là đòi sinh lý cao á, ví dụ là đòi 3-4 nháy một đêm, đó là cô có chịu không? Sao tuổi trẻ mình lớn tuổi rồi mà mình đi chọn những người nhỏ tuổi theo mà cái người nhỏ tuổi là mình không ấy được đâu, tại vì người ta nhỏ tuổi là người ta thanh niên, người ta nó sức của người ta đâu có phải như mấy người già, mà mình lớn tuổi rồi thì nói chung ra là mình chọn mấy người đó cũng không hợp với mình đâu. Bây giờ mình mới có của có cải người ta mới nhào vô, còn mình không có của chắc người ta cũng có lẽ người ta cũng không đeo đuổi đâu. Hiếm cái người thương thiệt tình lắm, ta sống thì nhặt chắc không à. Còn những người mà mình muốn kết nối yêu thương là những người mà bằng tuổi mình hoặc lớn hơn đôi ba tuổi, hơn chục tuổi gì đó, thì người ta sẽ chững chạc hơn, người ta cũng đã từng trải qua rồi, thì người ta sẽ cứng cáp con người hơn. Dạ, như là ý chị Hồng là muốn là từ 50 trở lên, 50, từ 50 đến 70 đổ lại. Như là cô Hồng cho con hỏi, ví dụ giờ mình là cái người dân miền Tây mà mình lên đây á, như là cô Hồng có yêu văn nghệ không? Nói chung mình hát cũng dở lắm, mà mình cũng khoái văn nghệ, cũng khoái văn nghệ lắm, mà ai hát hay mình ngồi mình nghe, từ nào mà không có ai cái mình hát 7-8 khúc, nhiều khi hát cũng chưa đúng nhịp, thì mình đâu có cũng mơ văn nghệ. Người ta nói là hát hay không bằng hay hát, thì thôi sẵn trên chương trình này cô Hồng hát tặng anh em con cũng như là cô anh chị đang xem cái chương trình này một bài được không? Nói chung là mình phải không có thuộc nữa chứ. Chai đi, kể nó cái bản nào mà mình yêu mến á, bản nào mình thích á, mình ca chai thử đoạn thôi. Nhằm khi mấy chú mà muốn đến với cô Hồng á, tao thích về cái âm nhạc của cô Hồng rồi sao? Làm khúc đi, khúc nào cũng được. Thèm khúc, thích khúc nào rồi hát khúc đó. Là
mình hát gì hỏi sao là cần chết. À, như là thôi, như là bây giờ là mình giữ lại đi ha, để sau này mà có cái người nào muốn đến với mình á thì mình hát cho anh ta nghe mỗi ngày. Ừ. Thì mình ngại mình cũng hát lại cái khúc, tại vì nó có nháy này kia nọ, hát được đổi được chip thôi. Dạ. Yeah. Chứ giờ hát không không biết ra hát được không. Dạ. Yeah. Thì bây giờ hiện bây giờ thì như là cô Hồng từ đường xá xa xôi đến đây để gặp anh em con, để kết nối để mình tìm được mảnh đất còn lại. Thì như là theo cô Hồng bây giờ là cái người mà cô Hồng mong muốn tìm á, thì cái người đó như thế nào, có thể là cô Hồng nói lại để có ai, có chú nào mà xem được cái clip này đồng cảm với trái tim của cô Hồng á, thì người đó sẽ đến với cô Hồng. Nói chung ra là mình cũng không đòi hỏi gì, mà người mà nếu mà cách đó yêu thương mình là thương, thứ nhất là thương mình thiệt lòng, và cũng phải có một chút ít gì đó, để nếu mà hai đứa thương nhau thì ra riêng, thì nếu ở bên mình thì phải cắt riêng cái nhà ra để hai người sống với nhau. Chứ giờ có cái nhà thì mình để ra cho con mình rồi, giờ mình muốn làm bạn thì mình phải che thêm cái máy nhỏ ra ngoài hai người sống. Dạ. Chứ giờ mình đuổi nó đi đâu giờ, con mình giờ đuổi đi đâu giờ. Dạ, thì nói chung ra là cô Hồng muốn là tìm được cái con lại thì như là chỉ là bắt rễ chứ không có là đưa dâu ha. Kiểu như sống mình dễ hơn, tại vì mình cũng nói chung là mình đi xa mình cũng không đi được. Dạ. Thì đến đây cũng cảm ơn cô Hồng đường xá xa xôi đến đây để gặp anh em con để tìm nửa mối còn lại. Thì hy vọng là có anh nào xem được cái clip này thì cứ liên hệ qua chương trình của anh em. Anh em lúc nào cũng có số điện thoại trên màn hình. Thì buổi tối thì con chúc cô Hồng có nhiều sức khỏe. Vậy mình cũng chúc mấy chú vui vẻ trên con đường đi kết nối yêu thương. Dạ, rồi con cảm ơn cô Hồng. Chào mấy chú.